Bộ não con người vô cùng phức tạp, ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá ra. Não được cấu tạo bởi các tế bào thần kinh. Bộ não người trưởng thành thì thường có khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh. Tuy nhiên, sự phân bổ mật độ tế bào thần kinh lại khác nhau ở mỗi người. Chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt giữa mỗi chúng ta. Tế bào thần kinh tập trung rải rác ở những vùng não khác nhau, phụ trách những chức năng khác nhau. Hiểu được chức năng của các vùng não và mật độ phân bổ của những tế bào neuron thần kinh ở các vùng não đó sẽ giúp chúng ta sử dụng tối ưu hơn tiềm năng của não bộ. Não là trung tâm điều phối, kiểm soát hầu hết tất cả các hoạt động của cơ thể. Các chức năng như là vận động, cảm giác, trí nhớ, tư duy, sáng tạo, học tập đều do não kiểm soát và chi phối. Não sẽ chia ra làm nhiều vùng, có tính chuyên biệt rất cao. Mỗi vùng sẽ chi phối và kiểm soát từng chức năng riêng biệt. Có vùng thì sẽ chịu trách nhiệm cho trí nhớ, vùng thì chịu trách nhiệm cho tư duy sáng tạo, vùng sợ hãi, vùng vận động hoặc là vùng cảm giác. Nhưng mà các vùng não chuyên biệt này lại phối hợp và liên kết chặt chẽ với nhau để đảm bảo cơ thể của chúng ta có thể hoạt động và tồn tại một cách hài hòa và hiệu quả. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chức năng của ngón vận động tinh. Ngón vận động tinh sẽ chịu trách nhiệm về việc sử dụng các cơ nhỏ như là cơ ngón tay, nét mặt và đồng thời cũng chịu trách nhiệm về khả năng sắp xếp câu từ và ngôn ngữ. Đối với những người sở hữu chỉ số cao ở ngón vận động tinh, thì họ thường có khả năng sắp xếp ngôn từ, câu cú một cách linh hoạt. Biểu hiện là họ nói năng lưu loát và từ ngữ của họ được phân bố hợp lý. Họ khéo tay và hay làm những công việc tỉ mỉ, tỉ tiết rất khéo. Họ viết chữ đẹp, làm đồ thủ công mỹ nghệ đẹp. Họ sử dụng nhiều cử chỉ nét mặt khi trò chuyện và kiểm soát được lực bàn tay cũng như là lực ngón tay, nên là họ rất khéo léo trong việc sử dụng những cơ nhỏ. Còn đối với những người sở hữu chỉ số thấp ở ngón vận động tinh, nếu thi thoảng họ chịu khó thì vẫn có thể làm đẹp nhưng không quá thường xuyên. Và sự khéo tay cũng tùy thuộc vào sự cố gắng và nỗ lực của bản thân người đó. Đôi khi họ sắp xếp từ ngữ không quá linh hoạt nhưng vẫn có sự diễn đạt dễ hiểu. Họ khá vụng về và không khéo léo khi cầm nắm đồ vật. Họ không quen dùng những điệu bộ, cử chỉ, nét mặt để diễn đạt suy nghĩ của mình. Và họ không khéo tay, không thích làm những công việc tỉ mỉ, vụng vặt. Trong trường hợp này thì giải pháp để những người sở hữu ngón vận động tinh có thể phát huy cũng như là khắc phục được điểm yếu của mình là họ cần tập trung cho việc luyện tập sự linh hoạt ở những cơ ngón tay, ví dụ như những bộ môn vẽ, luyện viết chữ, ghép chữ, xếp câu, làm đồ thủ công, chơi nhạc cụ, cầm nắm những đồ vật có kích thước nhỏ như là trái banh, quả cầu để có được sự dẻo dai của những cơ nhỏ, hoặc là chơi những trò chơi lắp ghép hình khối hoặc tập thêu thùa đan may. Lưu ý, đối với chủng ạt thì nếu như được kích hoạt thì khả năng ở những ngón tay này là rất tốt, rất chi tiết và có thể phát huy được tối đa khả năng. Sau khi xem xong đoạn video này, các bạn hãy làm ngay những bước sau. Thứ nhất, hãy áp dụng ngay cho bản thân, cho người thân hoặc là cho doanh nghiệp của bạn. Bước 2, nếu bạn vẫn cần sự hỗ trợ và tư vấn thêm, hãy liên lạc với chuyên viên tư vấn của bạn.